Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh English Chinese Together của Tý. Mình tên là Tý. Mình vừa là một học sinh học, mình sinh viên học tiếng Anh. Cũng như đồng thời mình đang cố gắng học thêm tiếng Hoa trong cái phần giao tiếp tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc đó các bạn. Cho cái phần giao tiếp, mục tiêu của mình trong tiếng Hoa là giao tiếp thôi. Thì vừa rồi mình mới vừa đổi tên thành English Chinese Together. Hey, như các bạn đã biết uh, làm những cái video upload uh, lên youtube là một trong những cái cách đối với mình khá là ưa là hữu hiệu để mình có thể uh, cải thiện cũng như cũng như là một cái cơ hội để mình có thể review ôn tập lại những cái kiến thức mà mình đã học từ rất là nhiều nguồn từ internet từ trên trường lớp từ ở đâu đó thì thông qua những cái video chia sẻ của mình thì mình muốn cho bản thân mình một cái cơ hội để mình có thể ôn tập lại một lần nữa cũng như hy vọng những video này mình sẽ chia sẻ đến với những các bạn nào khác mà đang học tiếng Anh online chẳng hạn có thể đóng góp một phần nào đó hữu hiệu hữu ích nào đó cho các bạn trong cái chứ con đường học ngôn ngữ của các bạn thì điều đó rất ư là hạnh phúc đối với mình thì à, tiếng Anh thì là một ngôn ngữ rất là một ngôn ngữ quốc tế rất là nhiều người bạn học đúng không thì tiếng Trung cũng là một Tiếng Trung thì lại là một ngôn ngữ được nhiều người nói nhất trên thế giới, nhiều người nói tiếng Trung trên thế giới. Thì uh, mình uh, suy nghĩ rằng mình vừa chia sẻ tiếng Anh thì bao gồm cả tiếng Trung thì cho những bạn nào có thể học tiếng Anh cũng được, học tiếng Trung cũng được. họ uh, là bao gồm cả hai ngôn ngữ luôn, điều thực sự rất là tốt. Ok, thì uh, hôm nay trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn, uh, chúng ta sẽ cùng nhau. Và mình cũng muốn ôn tập lại một số từ vựng vocabulary in time từ vựng trong chủ đề thời gian. Khi chúng ta nói về thời gian là một cái vấn đề một cái chủ đề thông dụng phổ biến mà thường là các bạn mới bắt đầu hay là chúng ta sẽ bắt đầu học đúng không? Thời gian và chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại những cái chủ những cái từ vựng à, uh, trong cái thời gian và trước tiên đến với những cái từ vựng đó hy vọng là các bạn có thể sẽ support cho mình bằng cách và subscribe như các bạn cách um, um, link đăng ký để ủng ủng hộ mình thì mình cảm ơn các bạn subscribe vào mình rất là cảm ơn vì điều đó nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn một rất là nhiều từ vựng ok đầu tiên chúng ta đã biết thời gian được chia làm ba mốc Ba móc đó là gì các bạn? Hôm nay, ngày mai và hôm qua, thì đại diện cho ba bài ba móc đó là hiện tại, tương lai và quá khứ. này chúng ta sẽ cùng nhau ôm lại trước tiên. Hôm nay trong tiếng Anh đó là cái gì bạn? Today, today là trong tiếng Anh. Ngày mai hơn ngày mai là tomorrow, tomorrow. Và hôm qua là yesterday. OK 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 Today, tomorrow, yesterday. Đây là ba mốc thời gian chúng ta hay uh, xây quanh các cấu trúc ngữ pháp của chúng ta. <laughs> uh, OK giờ chúng ta sẽ đến với tiếng Trung. Tiếng Trung trong tiếng uh, tiếng Trung hôm nay thì chúng ta sẽ đọc gọi là Chin Thiên Chin Thiên Chin Thiên Tomorrow là Mín Thiên mình viết chữ không được đẹp các bạn thông cảm nha và uh, hôm qua đó là chùa thiền mm. uh. à, sửa này cho đẹp xíu ok đây mình sẽ viết tên gì này Chinh thiên thiền này Chinh thiên thiền chùa thiền thôi mình sẽ không như này rồi chúng ta cọ khỏi nền này ok um, uh, today, trinh thiên, tomorrow, min thiên, và yesterday, chua thiên. Đó. Yeah. Đó, đây là ba mốc thời gian, ba mốc thời gian vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng mà mỗi một chúng ta đều có. <laughs> ok, rồi, đó, các bạn được đọc này chưa? Ba từ này thì dễ biết không? Từ này, chin thiên. Ok, bây giờ mình sẽ viết pin cho này các bạn dễ nhìn nè. Chin thiên nè. Chúng ta khi đánh máy, đây là chữ cái. Khi mà chúng ta học tiếng Trung, thì chúng ta sẽ học được cái phần um, pinji này. Uh, thì nó sẽ giúp chúng ta đánh máy. Thì chúng ta sẽ chẳng đánh cái này vào, thì sẽ nổi những cái từ Trung Quốc. Thì mỗi một từ Trung Quốc sẽ có một cái từ này để uh, chúng ta đánh máy vi tính. Nó sẽ nổi lên và chúng ta sẽ đánh được cái chữ. OK. xin THIÊN, THIÊN và CHỦA THIÊN. Nào, OK. Rồi, đó là ba mốc thời gian khá là quan trọng nào. Rồi, tiếp theo. Ờ, hôm ngày mai thì chúng ta sẽ có ngày mai của ngày mai nữa. <laughs> là ngày kia đúng không các bạn? Hay là ngày mốt? Chúng ta hay gọi là ngày mốt. Thì chúng ta gọi đó là đỡ Rồi đây nè. Rồi đây. After. Tomorrow. Từ đây after tomorrow thì uh, trong tiếng trung nó là how thiên vậy hey. mm, Đó how thiên trong tiếng trung nó là how thiên ở đây after tomorrow how thiên uh, thiên ở đây có nghĩa là ngày các bạn ha thiên thì chúng ta thường nghĩ đó là trong tiếng hán việt có nghĩa là trời thiên trời địa đất đúng không Thiên là trời nhưng mà đây có nghĩa chúng ta cũng có nghĩa là thiên là ngày đó. Ok tiếp theo thì có ngày mốt thì phải có bữa trước của ngày hôm qua đúng không? Từ đây before yesterday. Ở uh, before yesterday thì chúng ta có từ chiến thiên. Đó, chiến thiên Đây uh, the day before yesterday Chiến thiên Ok Vừa rồi, rồi chúng ta đã đi đến năm cái từ vựng vô cùng Vô cùng quen thuộc của chúng ta Trong tiếng Anh và những như tiếng Trung Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói với tuần Tuần uh, Tuần thì đầu tiên Tuần đó là gì? chúng ta hay nói tuần thì chúng ta sử dụng từ quick không không quick là chúng ta nói về tuần thì trong tiếng trong đó là từ châu châu tuần thì chúng ta có từ weekend nè đúng không các bạn weekend thì chúng ta sẽ có từ châu mùa à thế rồi châu mùa đây ai à, này có lên này luôn châu mùa quick quick can châu châu mùa ok quick quick châu châu mùa đó tiếp theo chúng ta we have seven days of week tức là chúng ta có 7 ngày trong một tuần à, từ thứ hai thứ ba thứ tư năm sáu thứ bảy chủ đúng không các bạn các bạn có thể đọc được tiếng anh như thế nào nào Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday Right? Vậy trong tiếng Trung nó sẽ là Xin-chi-i, Xin-chi-san, Xin-chi-ơ, Xin-chi-san, Xin-chi-xiu, Xin-chi-u, Xin-chi-liu và Xin-chi-xien Ok, bây giờ mình sẽ viết ra và mình sẽ nói với các bạn đó là Đọc tuần trong tiếng Trung vô cùng dễ luôn Cũng như đọc tháng trong tiếng Trung vô cùng dễ luôn Ví dụ bây giờ chúng ta có từ Monday là thứ hai ô những từ này vô cùng phổ biến chúng ta có thể thấy trên cái cuốn lịch mỗi ngày không thứ hai Monday thì trong tiếng Trung nó có cái đầu tiên mình sẽ viết cái từ đó ra xin chị xin chị đây đây xin chị ok đây xin chị chị ok Monday Monday là thứ hai Xin chi là thứ hai trong tiếng Trung Các bạn biết y là số điếm trong tiếng Trung nó là một Monday đề trong tiếng Việt chúng ta hay đọc nó là thứ hai, thứ hai rồi mới tới thứ ba, thứ tư chúng ta không có thứ một đúng không? Nhưng mà trong tiếng Trung nó không phải là xin thứ hai mà chúng ta dịch cả là xin chi e, Tức là xin chi e là số hai mà nó sẽ bắt đầu từ số thứ nhất đó là xin chi và đến Monday là bằng với Monday cho nên là các bạn đừng có nhiều khi các bạn đừng có dịch sang là ví dụ thứ ba là Tuesday chúng ta lại thêm vào số 3 ở đây là xin chi sang thì sai chúng ta là xin chi ơ thì chúng ta có một cái tip đó là chúng ta hãy nhớ rằng cái cái thứ của người Trung Quốc có thì nó sẽ ít hơn một đơn vị ít hơn một đơn vị so với cái tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta hãy nhớ nhé xin chi chúng ta đếm từ 1 tới 6 nè san sư ủ liệu đó là từ thứ thứ nhất đến thứ sáu thì đồng nghĩa với từ thứ hai đến thứ bảy trong tiếng việt chúng ta hãy nhớ nhé ok rồi à, ờ, minh đề tiếp theo của ngày minh đề đó là ngày thứ ba tiêu đề thứ ba thì nó sẽ là xin chi xin ừ. ơ ờ. đây là số 2 các bạn xin chi kết hợp với từ xin chi này thành xin chi ở. thứ thứ ba ok tiếp theo cái ngày thứ ba thọ ngày thứ thứ tư những cái này quá vô cùng cơ bản luôn đúng không các bạn vô cùng cơ bản Wednesday thì thành xin chi san xin chi san đây là số số 3 tiếp theo đó là thứ năm Thursday Thursday ừ. thứ năm thursday thứ năm thì tiếp theo đó là số ba là sinh chi sinh chi sư ó ờ, sinh chi sư sinh chi sư thursday tiếp theo là uh, thứ năm và thứ sáu friday thì chữ này sẽ thành ủ sinh chi ủ sinh chi ủ ó ờ, là thứ thứ sáu thứ sáu tiếp theo hai ngày cuối tuần chúng ta có từ Saturday và thứ bảy Saturday thì thứ bảy nghĩa là thứ thứ sáu xin Sunday Liu Sunday Liu Sunday san Io Sanse Liu Liu là số sáu Sunday Liu là ngày thứ sáu trong tuần tức là đồng với, nghĩa với Saturday nghĩa là thứ bảy trong tiếng việt chúng ta riêng với từ san đề san đề thì chúng ta trong tiếng trung có hai cách đọc không cái đọc chúng ta không có thể không thêm vào đây là sinh chi 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 nghĩa là bảy nhưng ta sẽ không thêm mà nó sẽ đọc theo cách khác đó là sinh chi thiên từ thiên hồi nãy đó các bạn từ thiên trong cái ngài từ miễn thiên chinh thiên chùa thiên này đó sinh chi thiên hoặc là sinh chi rư rư Đó. rư rư thì um, có hai cách đọc xin chi thiên hoặc là xin chi rư thì nó đồng nghĩa với từ Sunday và đồng nghĩa với từ chủ nhật ok dễ yeah, các bạn dễ yeah, đúng không nào Ở, đó là các ngày trong tuần nhớ không các bạn Sin thứ hai monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday xin chi y xin chi ơ xin chi san xin chi sư xin chi ủ xin chi liu xin chi thiên ó xin chi rư dễ không các bạn ok tiếp theo đó là uh, chúng ta sẽ cùng nhau học về tháng tháng cũng vô cùng dễ luôn tháng phải nó cũng vô cùng dễ luôn nó cũng chỉ việc thế số và thêm cái chữ tháng vào thôi thì từ tháng trong tiếng anh thì chúng ta sẽ biết rồi đó là từ month month nghĩa là tháng thì trong tiếng trung đó là từ year year từ year hay là chúng nguyệt đó các bạn đây tương đồng là nguyệt nguyệt là trăng thì đại diện cho tháng đúng không yeah. yeah, đây là tháng uh, mình là tháng đúng không ok bây giờ chúng ta sẽ đến với uh, We have 12 months in a year Tức là chúng ta có 12 tháng trong một năm Thì đầu tiên tháng 1 Tháng 1 đó là gì? January January Tháng 1 Đây là tháng 1 nè Tháng 1 mình viết tắt nha, tháng 1. Tháng 1 thì trong tiếng Trung đây. À, Đó, đây mình sẽ viết ra mình sẽ nói sao mà nó dễ. Đó, các bạn thấy không? Tháng 1. Yue, yeah. Yue yeah, yeah là tháng 1. Ye yeah là tháng, Y yeah là số 1. Đông là tháng 1. Nó chỉ hơi đảo ngược so với tiếng Việt tí xíu thôi. Yue, yeah, tháng 1. Đó, à, các bạn thấy không? Yue, yeah, tháng 1. Thì thấy bây giờ tới uh, tháng 2 nè. Tháng 2 là Từ phép Tháng 2. Tháng 2 thì tháng 2 đi. Tháng 2 thì bây giờ tháng 2 thì chúng ta có Oh yeah. Oh yeah. Đúng không các bạn? Tháng 2 chúng ta có từ Oh yeah. Oh yeah. Tháng 3, tiếp theo tháng 3. Quá dễ tháng 3 là March. March. Đó, đây là tháng 3. Thì San yeah à, không? Giống nhau, tháng 3. Rồi, tiếp tục đến tới tháng 4 là April. April, tháng 4. S số 4 trong tiếng Trung là gì các bạn? Sáng 4 đó là Sư Yue, Er sáng Sư. Đó, đây là số 4, Sư Tháng 5 tiếp luôn tháng năm là mây mây đó từ số 5 đó là ủ đó các bạn ủ yeah. ủ yeah. Ủ, yeah. Ủ, yeah. tiếp theo luôn đến đó là tháng tháng 6 tháng 6 đây tháng 6 thì lưu gia yeah. Lưu gia yeah. Tháng 6 Lưu gia yeah. Lưu gia yeah. Tháng 6 Tháng 6 Rồi Tháng 7 là gì bạn Tháng 7 Nhớ không nào July Tháng 7 Tháng 7 Ờ à. Rồi Ờ à, Tháng 7 thì Chúng ta có từ Chị yeah. Đó Chị yeah. Tháng tháng 7 tháng 7 tiếp theo là tháng tháng 8 August tháng 8 số 8 mình dễ viết lắm 3 yeah. hai cái từ này họ ba giờ tháng 8 ba giờ tháng 9 là September tháng 9 chỉ yeah. chỉ yeah. và tháng 10 September rồi tới October đây cái này là về chúng ta hay là nó là thập thập đúng không thập là mười trong tiếng Trung đó là sự yeah, sự là mười y y mình điểm này là y ơ san sư ủ liệu chi ba triệu sử sử là mười hay là thập thập cảm tiếng hán việt các bạn sự yeah, là tháng mười rồi chúng ta có tháng mười một thì chúng ta tháng mười một là november november tháng mười một thì tháng mười một điểm số điểm trong tiếng trung cũng cực kỳ dễ giống như tiếng việt chúng ta sự y là tháng mười một sự y sự y ra yeah. tháng 11 sự y ra yeah. tháng 11 tiếp theo là tháng 12 tháng tháng chúng ta đang ở đây tháng có một Christmas season đây thì tháng 12 nó là san sự ơ ra sự ơ ra sự ơ ok sự ơ ra tháng 12 Wow, dễ các bạn, rất ư là dễ Chúng ta có January, February, March, April, uh, May, June, July, August, September, uh, uh, October, November, and December 12 tháng trong năm, mình mới vừa liệt kê bằng tiếng Anh Thì chúng ta có y -ye, e -ye, san -ye, -ye, u u s u u u u u u u u u chỉ a ở chiêu gia yeah, ba gia yeah, chỉ yeah, sự ye yeah, và sự y yeah, và sự sự ơ yeah. ở à, 12 hai tháng mười hai tháng rồi chúng ta sẽ cùng uh, ôn tiếp những từ vựng liên quan đến chủ đề thời thời gian chúng ta có từ hour hour các bạn là gì các bạn hour nghĩa là giờ ví dụ chúng ta có một câu đó là um, I run, I, I run, I run for two hours. Tôi, tôi, Ê, âm này là âm câm này các bạn. Tức là tôi chạy trong vòng hai tiếng. Hour, để có nghĩa là tiếng. Thì trong tiếng Trung nó nghĩa là từ tiện. Tiện. <laughs> Đây chỉ phát âm giống giống nhau các bạn. Từ tiện. Tiện. Tiếng. Hour. Yeah, các bạn nhớ khi nói về hour này chúng ta nói về các giờ chung chung thì chúng ta không nói đến cái giờ chính xác cụ thể trên cái đồng hồ các bạn Còn ví dụ như các bạn nói nên ví dụ như có ai hỏi đó là what time is it đó, Nghĩa là bây giờ mấy giờ rồi what time is it mấy giờ rồi Chúng ta nói một giờ thì chúng ta không nói là an hour hay là one hour hay hai giờ two hour mà chúng ta đã có cái từ này là các bạn nhớ không cái từ a rock o'clock, nó thì chúng ta nói là one o'clock, 2 o'clock. thì từ o'clock này đại diện cho cái từ giờ ở trên cái đồng hồ chính xác. còn khi mà chúng ta nói đề cập vấn đề thời gian bên ngoài ví dụ như tôi uh, hai 2 giờ nữa tôi sẽ đi đi ra ngoài chẳng hạn. có nghĩa là sau 2 giờ thì chúng ta đang nói về cái vấn đề thời gian bên ngoài thì chúng ta nói sử dụng hour hay là chúng ta làm cái gì đó trong một cái thời gian ví dụ I have a study for 2 hours nghĩa là tôi đã học 2 giờ chúng ta không đề cập đến cái vấn đề thời gian trên cái đồng hồ. Tiếp theo đó là từ minute. 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 We have 60 minutes in an hour, tức là chúng ta có 60 phút trong vòng 1 giờ. Thì trong tiếng Trung cái từ minutes này nó là từ phân chung phân chung phân chung, uh, phân chung, nhẹ các bạn phân chung, phân chung, thì uh, mình sẽ nói hai cái từ này. Khi các bạn học tiếng Trung, chúng ta sẽ uh, nó um, phân chung ở đây là mình nói đến cái phút trên cái đồng hồ. Tức ví dụ mình nói bây giờ, xin trai, xin trai là hiện tại, bây giờ là một giờ ba phút, tức là y tiện một là y y tiện san sự san sự là ba mươi phút sang sự phân chung thì mình nói cái giờ phân chung là trên cái đồng hồ nó đang kim phút nó chỉ vào số 30 kim giờ nó chỉ vào con số 1 giữa giữa đó đó là 1 giờ 30 phút còn ví dụ như mình nói về cái phút mà bên ngoài mình không đề cập đến cái giờ chính xác trên cái đồng hồ thì lúc này không còn từ này nữa mà nó sẽ chỉ từ riêng còn từ phân thôi phân ví dụ như là 30 phút như là mình ví dụ như mình mình học đi mình học tiếng Trung 30 phút như là wo của a à, wo san shi của wo san shi han yi xue xi nghĩa có dụ như là mình học tiếng Trung 30 phút đi thì phân này nó sẽ đề cập đến cái giờ bên ngoài thôi cứ giờ mình nói chuyện thôi chứ không phải mình đề cập cái giờ trên cái đồng hồ sure. tiếp theo đó là từ uh second second thì chúng ta có we have 60 second in a minute nghĩa là 30 giây trong một phút từ 60 second là, là giây thì uh, trong tiếng chung thì nó là từ từ này từ 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 mẹo mẹo nghĩa là phút 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 ok phút rồi tiếp theo nữa à, chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu thêm một số cái uh, cái express thời thời gian mà uh, chúng ta vẫn thường hay bắt gặp khi chúng ta nói về tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ last year đi. Last year là là năm ngoái ngoái không các bạn, năm vừa rồi. Ví dụ năm nay năm 2019, last year nó sẽ là năm đang ở đến năm 2018. Thì last year trong tiếng Trung nó là three year. Three chi nín nín chứ không từ nín đây là các bạn nín đây nghĩa là năm chúng ta có thể là xin nín là năm mới xin nín khoa rồi đó là chúc mừng năm mới xin nín à, xin nín giao tao rồi năm mới sắp tới rồi ở à, không của hòn câu xin á à, đây nè nín đây là năm cái từ truy 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 này là nó là từ đi nè các bạn nó là từ đi á nếu mà nó đứng một mình thì chúng ta hiểu nó là từ đi đó. đi đó, đi tới đâu đó, ví dụ như bộ chi bộ chia uh, trao sư mãi tung sư chẳng hạn tôi đi tới siêu thị mua đồ chẳng hạn tri nghĩa là đi nhưng mà khi nó ghép cái từ uh, niệm này ngày thành từ năm ngoái chi niễn ok last year tiếp theo là năm năm nay là năm 2020 thì năm sau là next year năm tức là năm 2021 đúng không? Chúng ta next year. Hay bị nói năm 2021 chúng ta nói là next year. Thì trong tiếng Trung đó là từ miễn nhiễm. Miễn nhiễm. Ok miễn nhiễm, miễn nhiễm. Uh, miễn nhiễm là năm năm tới tức là năm 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 sau này năm 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 tiếp theo này miễn Hồi nãy chúng ta có từ lúc đầu chúng ta học đó là miễn thiên là là ngày mai đúng không thì bây giờ thấy từ thiên thành tiền miễn là là, là là năm tiếp theo hay là miễn tiếp theo uh, năm nay năm nay ví dụ hôm nay là có từ thiên thiên thì năm nay ví dụ năm nay chúng ta hay thường nói là this year now đề cập về this year là năm nay là năm năm chúng ta đang ở năm 2020 đi thì à, bây giờ chúng ta sẽ nói là chi từ thôi từ, từ chin hồi nãy đó các bạn nói từ chin thiên không thì bây giờ đó là chin niệm chin niệm đó là năm năm nay năm nay rồi tiếp theo đó là tháng đi chúng ta có từ tháng vừa rồi bây giờ tháng 12 thì tháng vừa rồi là tháng 11 last month tháng vừa rồi là tháng 11 last month chúng ta đang nói về tháng vừa rồi last month thì trong tiếng trung nó là từ chúng ta có cái sang cơ yeah. cơ này ở đây nó mang nghĩa là trạng từ khi các bạn học tiếng trung chúng ta sẽ một cái một cái chủ thể nó sẽ thường có một cái trạng từ đi theo thì cơ ở đây là chủ trạng từ đi theo từ ve này sang cơ ve yeah. tức là last month tháng vừa rồi rồi tiếp theo nói về tháng tới thì là next month. Next month thì chúng ta có từ Sakuya. 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 Hả? Đó. Rồi, tháng này thì là this year đi, chẳng hạn tháng này thì có từ Chukku. 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 Đó, à, tháng này Tháng này, trước cư Rồi đối về tuần thì chúng ta cũng có luôn Đó là từ last week chẳng hạn Last week là chúng ta đang nói về cái tuần vừa rồi Cái tuần vừa rồi, kết thúc tuần vừa rồi ấy Thì uh, cũng là cái có cái cụm này nè Cái cụm sang cơ này nè Nhưng mà chúng ta hay Thì cứ uh, Cái từ xin các bạn nhớ không? Ừ, um, đây, hey. À, xin chi, hồi nãy chúng ta học về thứ đó xin chi ơi, xin chi ơi, sang sư ủ liễu đó đây đây sang cơ xin chi nghĩa là last quick rồi next quick next quick từng tiếp theo thì đó là từ sa cơ à, next quick next quick sa cơ xin chi à, ok rồi, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn tất cả là rất nhiều từ vựng liên quan đến chủ đề thời gian, rất ư là nhiều và mình hy vọng rằng là những cái từ vựng này một lần nữa giúp cho mình review lại mình sẽ nhớ lâu hơn và khi mình có cơ hội mình express about the time với ai đó bằng tiếng Trung hay là bằng tiếng Anh thì mình có một lượng từ vựng để mình có thể rép lại kết nối với nhau thì để mình có thể trình bày một cách tốt nhất và hy vọng rằng cái những cái từ vựng mà mình chia sẻ ôn tập hôm nay thì sẽ giúp ích cho các bạn thì hy vọng là những các bạn nào đó có thể là có một cái sổ tay chúng ta có thể note lại tất cả những cái từ vựng vừa rồi mình đã chia sẻ để chúng ta có thể học lưu giữ lại có thời gian chúng ta sẽ review lại nhiều lần nhiều lần nhiều lần rustic more rustic more thì chúng ta sẽ giỏi hơn thôi đúng không nào hy vọng rằng video này sẽ hữu ích cho các bạn nếu như hữu ích thì các bạn đừng chần chờ gì nữa hãy 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 subscribe bằng subscribe vào link bằng kênh đăng ký của mình thì mình rất ư là cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó. Thì um, hy vọng rằng sẽ gặp lại các bạn trong video tuần sau với một cái tư vấn mới, chủ đề mới. Rồi, bye bye các bạn. Bye for now. Bye bye. For now. Bye bye. Đó. Bye bye. Bye bye. 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 bye.